Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi ngày 28 tháng 10 năm 2021. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có những đề xuất mong muốn Việt Nam sớm trở thành quan sát viên ở Liên minh châu Phi. Sau khi thông tin này được đăng tải trên các báo đài truyền thông, thì cộng đồng mạng đã dậy sóng. Nhiều người ủng hộ đề xuất của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vì trong thời gian qua, Việt Nam đã tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình tại châu Phi. Không những vậy, cộng đồng người Việt tại châu Phi đã có những việc làm ý nghĩa nhân văn giúp bà con bản làng thoát nghèo, điển hình như Tim Quang Linh, vợ chồng anh Quyết, vân vân. Rất nhiều các nhân vật khác nữa. Song bên cạnh đó, có nhiều ý kiến trái chiều. Một tài khoản có tên TL bình luận, cái xã hội chủ nghĩa này đã tồi tàn lắm rồi, bây giờ còn muốn thao túng châu Phi nữa à? Hay bạn HX thì bình luận, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, vân vân. Vậy Việt Nam trở thành quan sát viên ở Liên minh châu Phi có thật sự cần thiết mà Việt Nam đã mang đến châu Phi những gì và Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc có những đề xuất như thế nào? Ánh Sao Vàng mời các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chuyến tham dự đầy ý nghĩa. Nhận lời mời của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 10 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi với chủ đề tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi. Cùng tham dự phiên thảo luận có Tổng thống Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Tổng thống Tunisia Kais Saied, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, đại diện cấp cao các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Amina J. Mohamed và Cao ủy Quỹ Hòa bình Liên minh châu Phi Donald Keberuka. Trong phiên thảo luận mở, các nhà lãnh đạo cấp cao của Hội đồng Bảo an và đại diện của các quốc gia thành viên đánh giá cao vai trò của Liên minh châu Phi trong việc đảm bảo môi trường hòa bình và an toàn ở khu vực thông qua nhiều sáng kiến như ngừng nổ súng ở châu Phi vào năm 2030, đánh giá cao quan hệ hợp tác toàn diện giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi trong việc ngăn ngừa và giải quyết xung đột, đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh. Tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà các nước châu Phi đã đạt được trong việc tăng cường quan hệ với các khu vực về chính trị, kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa trong thời gian qua và đạt được nhiều kết quả phát triển, hội nhập đáng khích lệ. Việt Nam mong muốn sớm trở thành quan sát viên ở Liên minh châu Phi để luôn sát cánh cùng các nước châu Phi vượt qua khó khăn. Chính vì thế mà Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã có những đề xuất khiến bạn bè quốc tế phải câm nín. Việt Nam luôn sát cánh cùng các nước châu Phi. Các bạn biết đấy, châu Phi hùng vĩ và sôi động từ lâu đã gắn liền với cội nguồn lịch sử loài người, là cái nôi của nhiều nền văn minh nhân loại và là cửa ngõ giao thương thịnh vượng với thế giới. Châu lục này giàu tài nguyên và có tiềm năng trở nên giàu có cũng như đóng góp vào sự thịnh vượng toàn cầu. Giao lưu giữa châu Phi và các khu vực khác về chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, nhân văn ngày càng khăng khít, đạt được nhiều kết quả phát triển. Dưới sự lãnh đạo trung tâm của Liên minh châu Phi và các tổ chức tiểu khu vực, những hạt giống hòa bình nảy mầm ở nhiều vùng đất, nơi chiến tranh hoành hành khói lửa. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ qua, nhiều quốc gia châu Phi vẫn bị ảnh hưởng bởi những tác động kéo dài của chủ nghĩa thực dân và chế độ nô lệ. Tình trạng bất ổn, xung đột, khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, các vấn đề an ninh lương thực và nguồn nước tiếp tục diễn biến phức tạp và cản trở đà phát triển của lục địa châu Phi. Đại dịch COVID-19 là một gánh nặng lớn đối với lục địa châu Phi và nó càng cho thấy rõ ràng sự thiếu sót của hệ thống quản trị toàn cầu. Trong đó, 90% người dân châu Phi chưa được tiêm vaccine đầu tiên. Đây là một ví dụ rất đáng buồn. Trong thế giới toàn cầu hóa và sự lây lan của đại dịch COVID-19, nếu châu Phi không có hòa bình, an ninh, ổn định và kiểm soát dịch bệnh thì thế giới không thể thoát khỏi đại dịch. Hòa bình và phát triển bền vững, cộng đồng quốc tế cần xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm để chung tay hỗ trợ các nước châu Phi có vaccine, kiểm soát dịch bệnh, phục hồi và phát triển bền vững. Nhiều nước châu Phi có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam và có lịch sử hào hùng về đấu tranh giải phóng dân tộc và phi thực dân hóa. Vượt qua khoảng cách địa lý, hai bên đã luôn hợp tác, ủng hộ và dành cho nhau những tình cảm chân thành và đẹp đẽ nhất. Trong chuyến thăm các nước châu Phi sau khi đất nước Việt Nam thống nhất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói: "Tôi đến đây với các bạn như những người anh em đến với những người anh em, những người bạn chiến đấu cùng chiến hào thân thiết, bằng trái tim đến với trái tim." Việt Nam có quan hệ hữu nghị tốt đẹp với tất cả các nước châu Phi,
được xây dựng trên nền tảng vững chắc của chính sách đoàn kết của các phong trào giải phóng dân tộc và giải phóng thuộc địa từ những năm 1950 đến những năm 1960. Trong thế kỷ 21, quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và các nước châu Phi không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Về chính trị, các nhà lãnh đạo, từ người cao tuổi đến thế hệ trẻ ở các nước châu Phi đều bày tỏ thiện cảm và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 54 trên 55 nước châu Phi. Đảng, nhà nước, quốc hội, giao lưu nhân dân và các kênh đa kênh khác duy trì trao đổi. Mối quan hệ chính trị tốt đẹp là tài sản quý giá, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và các nước châu Phi. Cho đến nay, các công ty Việt Nam đã đầu tư gần 3 tỷ đô vào 12 quốc gia châu Phi. Điển hình là các dự án thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Algeria và các dự án viễn thông của Viettel tại Burundi, Cameroon, Tanzania và Mozambique. Các dự án này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tích cực vào việc tạo cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Hợp tác nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác truyền thống. Từ những năm 1980, hai bên đã triển khai các kênh song phương và đa phương trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam. Kết quả hợp tác đã giúp các nước châu Phi tăng năng suất nông nghiệp, nâng cao gấp 2 đến 3 lần và đóng góp tích cực vào an ninh lương thực được chính phủ và nhân dân các nước Namibia, Cộng hòa Guinea, Mozambique và các nước châu Phi đánh giá cao, rất cao. Ngoài ra, Việt Nam và các nước châu Phi còn duy trì hợp tác trong lĩnh vực lao động, chuyên gia, văn hóa, giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải. Ngày nay, với tinh thần đối tác vì nền hòa bình bền vững, Việt Nam luôn sát cánh cùng các nước châu Phi vượt qua khó khăn, mở rộng hợp tác hiệu quả, hướng tới hòa bình và phát triển bền vững. Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tái thiết, đổi mới và hợp tác phát triển, hỗ trợ vật tư y tế chống dịch COVID-19. Hiện nay, nhiều sĩ quan, bác sĩ quân y của Việt Nam đang tận tụy làm việc, không quản ngại mưa bom bão đạn, thời tiết khắc nghiệt tại các phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và sắp tới sẽ hiện diện tại nhiều phái bộ khác ở châu lục. Các bạn thấy đấy, Việt Nam đến với châu Phi với tấm lòng nhân ái cho đi không mong nhận lại, chỉ cần nước bạn sớm hòa bình và ổn định là đã mừng và hạnh phúc lắm rồi. Không như một số nước khác, chỉ lăm le, xăm soi xỉa sói nguồn tài nguyên thiên nhiên của châu Phi và mang về chính quốc. Việt Nam mong sớm trở thành quan sát viên tại Liên minh châu Phi, đoàn kết cùng các nước châu Phi, tăng cường tiếng nói và vai trò của các nước đang phát triển tại các cơ chế đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc. Tuy quy mô hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi còn khiêm tốn, nhưng tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Át tin tưởng, với nền tảng vững chắc của mối quan hệ chính trị tốt đẹp cùng với kết quả hợp tác tích cực có được trong nhiều thập kỷ qua và sự quyết tâm ủng hộ của lãnh đạo cấp cao, của nhân dân Việt Nam và các nước châu Phi, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai bên sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn nữa, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác, phát triển của mỗi bên cũng như mỗi khu vực. Và video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy đồng hành cùng Ánh Sao Vàng bằng cách ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin thú vị từ Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.